Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 3. Thì các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 3, bài số 81, trang 92. Thì bài hôm nay chúng ta cùng làm các bài tập của phần luyện tập trung. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức. Câu A, 655 trừ 30 cộng 25. Thì chúng ta nhận thấy biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép trừ và phép cộng. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, từ bên trái sang bên phải. Tức là đầu tiên, chúng ta thực hiện phép trừ 655 trừ đi 30, được kết quả bao nhiêu? Chúng ta cộng với 25. Thì việc đầu tiên chúng ta thực hiện phép trừ là 655 trừ đi 30. Chúng ta được kết quả là 625. 655 trừ 30 bằng 625. Sau đó chúng ta cộng với 25. Thì 625 cộng với 25. Chúng ta có 25 cộng 25 bằng 50. Như vậy 625 cộng với 6 cộng với 25 thì sẽ bằng là 650. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Câu B, người ta cho biểu thức 876 cộng 23 trừ 300. Thì biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép trừ. Cho nên chúng ta cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta thực hiện phép cộng 876 cộng với 23, được kết quả bao nhiêu? Chúng ta trừ đi 300. Chúng ta có 76 cộng với 23 bằng 99. Như vậy 876 cộng 23 sẽ bằng 899. Sau đó chúng ta lấy 899 trừ đi 300. Và chúng ta cũng nhẩm như sau. Chúng ta có 800 mà trừ đi 300 thì bằng 500. Như vậy 899 mà trừ đi 300 thì kết quả sẽ bằng 599. Tiếp theo chúng ta làm câu C. Câu C, người ta cho biểu thức 112 nhân với 4 chia cho 2. Thì biểu thức này không có dấu ngoặc và chỉ có phép nhân và phép chia. Cho nên chúng ta cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, từ trái sang phải. Tức là đầu tiên chúng ta thực hiện phép nhân 112 nhân với 4, được kết quả bao nhiêu? Chúng ta chia cho 2. Chúng ta được kết quả bằng 448. Sau đó chúng ta lấy 448 chia cho 2. Thì 448 chia cho 2, chúng ta sẽ được kết quả là 224. Tiếp theo chúng ta làm câu D. Câu D, người ta cho biểu thức 884. 884 chia cho 2, sau đó lại chia cho 2. Thì ở đây biểu thức này không có dấu ngoặc và chỉ có phép chia. Cho nên chúng ta cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta lấy 884 chia cho 2, được kết quả bao nhiêu? Chúng ta lại chia tiếp cho 2. Thì 884 chia cho 2, chúng ta dễ dàng tính được bằng 442. Sau đó chúng ta lấy 442 chia cho 2. Thì 442 chia cho 2, chúng ta tính được bằng 221. Như vậy chúng ta thực hiện xong bài tập số 1. Tiếp tục chúng ta làm bài tập số 2.
Bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức. Câu A. Câu A là 25 cộng với 5 nhân với 5. Thì ở đây, biểu thức này không có dấu ngoặc mà có phép cộng và phép nhân. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép cộng sau. Cụ thể ở đây, 25 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân, 5 nhân 5 bằng 25. Sau đó chúng ta mới lấy 25 cộng với 25. Thì 25 cộng với 25 chúng ta được kết quả bằng 50. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Câu B, người ta cho biểu thức 160 trừ 48 chia cho 4. Biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép trừ và phép chia. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó chúng ta thực hiện phép trừ sau. Thì 160 chúng ta giữ nguyên, sau đó chúng ta lấy 48 chia cho 4. Chúng ta thực hiện phép chia trước, 48 chia cho 4 chúng ta được kết quả bằng 12. Sau đó chúng ta lấy 160 trừ đi 12, chúng ta có 60 mà trừ đi 12 thì chúng ta được kết quả là 48. Như vậy 160 mà trừ đi 12 chúng ta được kết quả là 148. Tiếp theo chúng ta làm câu D. Tiếp theo chúng ta làm câu C. Câu C, người ta cho biểu thức 732 cộng với 46 chia cho 2. Thì ở đây biểu thức này có phép cộng và phép chia, không có dấu ngoặc. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó chúng ta mới thực hiện phép cộng sau. Tức là 732 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép chia 46 chia cho 2 trước, thì 46 chia cho 2 chúng ta được kết quả là 23. Sau đó chúng ta lấy 732 cộng với 23. Thì ở đây chúng ta có 32 mà cộng với 23 thì được kết quả là 55. Như vậy 732 mà cộng với 23 chúng ta sẽ được kết quả là 755. Tiếp theo chúng ta làm câu D. Câu D, người ta cho biểu thức 974 trừ đi 52 nhân với 3. Thì chúng ta nhận thấy biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép trừ và phép nhân. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước. Cụ thể ở đây 974 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân 52 nhân với 3 trước, thì 52 nhân với 3 chúng ta được kết quả là 3 x 2 bằng 6, 3 x 5 bằng 15. Như vậy chúng ta được kết quả là 156. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép trừ là 974 trừ 156. Chúng ta có 900 mà trừ 100 thì sẽ bằng 800. Bằng 800. 74. 74 mà trừ đi 56 thì chúng ta được kết quả là 18. Như vậy 974 mà trừ đi 156 chúng ta được kết quả là 818. Ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta nối theo mẫu. Thì ở đây người ta cho một bên là các biểu thức và một bên là các giá trị của các biểu thức. Thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm xem các giá trị của các biểu thức kia sẽ tương ứng với biểu thức nào. Thì ở đây người ta nối mẫu là biểu thức 60 cộng với 30 nhân với 4. Biểu thức này có giá trị là 180 và người ta nối biểu thức này với số 180. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra xem người ta nối có đúng hay không.
bằng cách tính giá trị của biểu thức 60. 60 cộng với 30 nhân với 4. Thì biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép nhân. Cho nên 60 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân 30 nhân với 4 trước, thì 30 nhân với 4 chúng ta được kết quả là 120. Sau đó chúng ta lấy 60 cộng với 120, chúng ta sẽ được kết quả là 180. Như vậy biểu thức này phải nối với số 180. Như vậy là người ta nối đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm giá trị của biểu thức 87 trừ mở ngoặc 36 trừ 4 đóng ngoặc. Thì chúng ta sẽ tìm giá trị của biểu thức này. Chúng ta nhận thấy biểu thức này có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép trừ ở bên trong dấu ngoặc trước. Tức là 87 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép trừ 36 trừ đi 4 trước, thì 36 trừ 4 chúng ta được kết quả bằng 32. Sau đó chúng ta lấy 87 trừ đi 32. 87 trừ đi 32 chúng ta được kết quả là 55. Như vậy giá trị của biểu thức này bằng 55. Do đó chúng ta sẽ nối biểu thức này với số 55. Tiếp theo chúng ta tính giá trị của biểu thức 150 chia mở ngoặc 3 cộng 2 đóng ngoặc. Thì ở đây biểu thức này có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. Cụ thể 150 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc là 3 cộng 2 bằng 5. Sau đó chúng ta lấy 150 chia cho 5, thì chúng ta được kết quả bằng 30. Như vậy biểu thức này có giá trị là 30. Do đó chúng ta sẽ nối biểu thức này với số 30. Tiếp tục chúng ta tính giá trị của biểu thức 12 cộng với 70 chia 2. Thì chúng ta nhận thấy biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép chia. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó chúng ta thực hiện phép cộng sau. Thì ở đây 70 chia cho 2 chúng ta tính trước, thì 12 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta lấy 70 chia cho 2, chúng ta được kết quả là 35. Sau đó chúng ta lấy 12 cộng với 35, chúng ta được kết quả là 47. Như vậy giá trị của biểu thức là 47. Do đó chúng ta sẽ nối biểu thức này với số 47. Tiếp theo chúng ta tính giá trị của biểu thức mở ngoặc 320 trừ 20 đóng ngoặc, sau đó nhân với 3. Thì biểu thức này có dấu ngoặc và phép nhân, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ ở bên trong dấu ngoặc trước. Tức là chúng ta lấy 320 trừ đi 20, sau đó được bao nhiêu chúng ta sẽ nhân với 3. Thì 320 trừ 20 chúng ta sẽ được kết quả là 300. Sau đó chúng ta lấy 300 nhân với 3, thì 300 gấp 3 lần lên, chúng ta sẽ được kết quả là 900. Như vậy chúng ta sẽ nối biểu thức này với số 900. Thì chúng ta đã làm xong bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Người ta xếp 48 quả cam vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng là 2 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng cam và người ta yêu cầu chúng ta giải bằng hai cách. Thì đầu tiên tôi sẽ phân tích và giải cách thứ nhất cụ thể như sau. Người ta xếp 48 quả cam vào các hộp. Tôi sẽ minh họa như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có các hộp. Mỗi hộp có 4 quả. Mỗi hộp có 4 quả. 1, 2, 3, 4.
thì mỗi hộp là có 4 quả cam. Như vậy 48 quả cam mà xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả cam thì chúng ta sẽ được bao nhiêu hộp? Chúng ta có tất cả là 48 quả cam. Chúng ta chia vào các hộp, mỗi hộp 4 quả. Như vậy 48 chia cho 4 thì chúng ta sẽ được kết quả là 12. Ở đây chính là 12 hộp. Bốn mươi tám quả mà chia vào các hộp, mỗi hộp 4 quả, như vậy chúng ta sẽ chia được là 12 hộp. 48 chia 4 bằng 12 hộp. Chúng ta có tất cả là 12 hộp. 12 hộp mà người ta lại xếp các hộp vào thùng. Người ta xếp các hộp vào thùng. Mỗi thùng là 2 hộp. Thì ở đây chúng ta sẽ có mỗi thùng là 2 hộp. 1 2 3 4. Mỗi thùng là 12 hộp. Xin lỗi, mỗi thùng là 2 hộp. Đây, người ta xếp 2 hộp vào một thùng. Vào một thùng lớn. Như vậy chúng ta có mỗi thùng là 2 hộp. Mà chúng ta có tất cả là bao nhiêu? Có tất cả là 12 hộp. Như vậy 12 hộp này và chia vào mỗi thùng 2 hộp thì chúng ta có tất cả là bao nhiêu thùng? Mỗi thùng là 2 hộp. Tất cả là 12 hộp. 12 hộp mà chia vào các thùng, mỗi thùng 2 hộp thì chúng ta sẽ có 12 chia 6 bằng 12 chia 2 bằng 6. 6 thùng. Chúng ta có tất cả là 6 thùng. Và người ta hỏi là có bao nhiêu thùng cam thì chúng ta sẽ tính được là có tất cả là 6 thùng cam. Và chúng ta sẽ giải cách 1 như sau. Cách thứ nhất chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có số hộp cam là 48 quả cam mà chia vào các hộp, mỗi hộp 4 quả thì chúng ta sẽ có tất cả là 12 hộp. Như vậy số hộp cam là 12 hộp. Và bây giờ chúng ta sẽ có số thùng cam. Số thùng cam là chúng ta lấy 12 hộp mà chia vào các thùng, mỗi thùng là 2 hộp. Thì như vậy chúng ta sẽ có 12 chia 2 bằng 6 thùng. Vậy chúng ta sẽ đáp số là 6 thùng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai. Thì ở đây chúng ta có tất cả là 48 quả cam. 48 quả cam. 48 quả cam. 48 quả cam này xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả. Sau đó người ta xếp các hộp vào thùng và mỗi thùng là 2 hộp. Như vậy một thùng là 2 hộp. Mỗi hộp là 4 quả. Cho nên một thùng chúng ta có tất cả là bao nhiêu quả cam? Một thùng chúng ta có 2 hộp, mỗi hộp là 4 quả, cho nên một thùng sẽ có 2 nhân với 4 là bằng 8 quả cam. Một thùng chúng ta có 8 quả cam. Như vậy chúng ta có tất cả là 48 quả cam. 48 quả cam này mà chia vào mỗi thùng là 8 quả thì chúng ta có tất cả là bao nhiêu thùng? Có tất cả sẽ là 48 chia cho 8 thì chúng ta được kết quả là bằng 6 thùng.
Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta có số quả cam của mỗi thùng là bao nhiêu. Chúng ta có tất cả là 48 quả cam. 48 quả cam mà mỗi chúng ta có 48 quả cam, chúng ta xếp vào các thùng mà mỗi thùng có 2 hộp, mỗi hộp có 4 quả. Như vậy mỗi thùng sẽ có là 4 nhân với 2 bằng 8 quả. Và chúng ta sẽ có số thùng cam là 48 quả cam chia vào các thùng, mỗi thùng 8 quả thì chúng ta sẽ có tất cả là bao nhiêu thùng? Có tất cả là 6 thùng. Chúng ta có tất cả là 6 thùng và đáp số sẽ là 6 thùng. Thì video này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.